chào mừng quý vị quay trở lại với bản tin FBNC ngày hôm nay 21 tháng 7. Kính thưa quý vị, Phố Wall đã tiếp tục lập đỉnh sau khi đón nhận những thông tin doanh nghiệp không quá ám đạm như dự đoán. Nhóm cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đã tăng trong phiên. Cả ba chỉ số chính của Phố Wall đồng loạt xanh sàn, Dow Jones và S&P 500 tăng nhẹ, trong khi Nasdaq vượt mức 1%. Điểm sáng nhất trong phiên thuộc về nhóm ngành công nghệ, với cổ phiếu của đại gia Microsoft bật tăng trên 5%, sau khi doanh nghiệp này công bố tăng trưởng mạnh mẽ trong phân khúc điện toán đám mây. Theo đó, 6 trong số 10 lĩnh vực chủ chốt của S&P tăng điểm, trong khi phản ứng ngược chiều với nhóm ngành công nghệ, lĩnh vực hàng tiện ích và hàng tiêu dùng lại giảm điểm. Tính đến nay, S&P 500 đã tăng đến 6%, bất chấp những dự báo bất ổn của kinh tế toàn cầu sau sự kiện Anh quyết định rời Liên minh châu Âu EU hồi tháng 6. Lợi nhuận quý 2 2016 của các công ty S&P 500 sẽ được công bố trong tuần này, hiện được dự đoán giảm 3,8%, tức là giảm so với 4,5% ước tính đưa ra hồi đầu tuần. Trong một diễn biến tích cực khác, cổ phiếu Morgan Stanley tăng hơn 2% sau khi ngân hàng công bố báo cáo cho thấy lợi nhuận và doanh thu quý 2 vượt ước tính. Còn chứng khoán châu Á cũng đã trải qua một phiên giao dịch tích cực trong ngày thứ năm với điểm sáng nhất thuộc về thị trường Nhật Bản. Sắc xanh đã bao trùm hầu khắp các sàn trừ thị trường Hàn Quốc. Khi phiên giao dịch tại châu Á, chỉ số Nikkei 225 tăng tốt nhất với hơn 0,7%, sang hai của Trung Quốc và IS200 của Úc cũng nằm trong đà tăng. Kospi của Hàn Quốc là chỉ số chính duy nhất đỏ sàn trong phiên này. Diễn biến tích cực nhanh chóng phản ánh tại thị trường Nhật Bản sau khi truyền thông nước này rò rỉ thông tin chính phủ đang chuẩn bị cho gói kích thích kinh tế vượt xa kỳ vọng. Trước đó, tờ Kyodo News dẫn nguồn cho biết, Gói kích thích kinh tế tiếp theo có thể giá trị vào khoảng sắp xỉ 10.000 tỷ yên. Tuy nhiên, trong thông tin mới nhất mà giới truyền thông đưa ra, chính phủ Nhật Bản sẽ bơm đến ít nhất là 20.000 tỷ yên để thúc đẩy kinh tế nội địa, đồng thời giúp nước này vượt qua nguy cơ giảm phát và những tác động không mong muốn từ sự kiện Anh EU. Trong khi hầu khắp các thị trường tại Trung Quốc, Đại lục, sàn Hồng Kông và sàn Thẩm Quyến đều xanh sàn, thì thị trường Úc cũng nhận được sự hỗ trợ tích cực từ sự hồi phục của các chỉ số. Nhóm khai khoáng tại Úc hầu hết đều khép phiên bằng sắc xanh, đóng góp tích cực vào đà tăng của thị trường. Thưa quý vị, một người điều khiển ô tô ở Mỹ vào ngày 18 tháng 7 đã tông vào xe cảnh sát do mất tập trung khi chơi Pokemon Go. Toàn bộ sự việc đã được camera cá nhân của một cảnh sát quay lại. Cảnh sát thành phố Baltimore của Mỹ đã ghi lại một đoạn phim chiếc xe tông vào phía sau của xe tuần tra. Trong đoạn phim, người tài xế trong tay vẫn cầm điện thoại lập tức xuống xe và xin lỗi vì sai phạm của mình. Người này nói với điều tra viên rằng lúc đó anh ta đang mãi săn lùng Pokemon nên không để ý xung quanh. Cảnh sát Baltimore cho biết đây là vụ việc thứ ba trong cùng một tuần có dính líu đến người chơi Pokemon Go. Không có ai bị thương sau tai nạn này. Trong hai vụ việc trước, năm người đã bị cướp điện thoại khi họ đang chơi Pokemon Go. Một người đàn ông đã bị tử vong vì rơi xuống vực sâu lúc đang chơi game tại tiểu bang California nước Mỹ là vụ tai nạn nghiêm trọng nhất liên quan đến Pokemon Go. Bất chấp những rủi ro có thể xảy ra thưa quý vị, cơn sốt Pokemon Go vẫn chưa có dấu hiệu bớt nóng. Và tại Mỹ thì các cửa hàng như nhà hàng, quán ăn thậm chí tìm cơ hội thu hút thêm khách hàng và tăng lợi nhuận bằng việc hợp tác với Nintendo cho phép đặt các con Pokemon tại cửa hàng của mình. Nhà hàng Linizio Pizza Bar tại New York là một trong những người đi đầu trong trào lưu và khai thác cơ hội kinh doanh tiềm năng từ cân sốt Pokemon Go. Chỉ vài ngày sau khi ra mắt, chủ nhà hàng pizza này, anh Thomas Place Latanzio, đã mua gói mô đun nhữ khách với giá là 1 đô la Mỹ cho 30 phút đặt Pokemon tại đây. Anh cho biết nó có hiệu quả ngay tức thì. Khi chúng tôi đặt mô đun tại đây, mọi người bắt đầu đổ xô tới trong vòng 5-6 ngày qua. Tôi rất ngạc nhiên vì lượng người tới đây nhiều đến như vậy. Với 110 đô la Mỹ để mua gói mô đun, lượng khách tới nhà hàng pizza này đã tăng lên 75%. Trong vòng chưa đầy một tuần ra mắt, Pokemon Go đã thu hút được khoảng 21 triệu người chơi tại Mỹ, khiến nó trở thành game di động nổi tiếng nhất nước này. Các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô đang cố gắng tận dụng cơn sốt này một cách hiệu quả như giảm giá hoặc tặng phiếu mua hàng vào chơi cho người chơi Pokemon Go. Các dịch vụ dựa trên vị trí thực sự đang tạo ra một nền tảng rất mạnh mẽ. Vì vậy, ngành công nghiệp gamification hay ứng dụng hóa trò chơi điện tử đang tạo ra cơ hội tốt cho các doanh nghiệp nhỏ bắt đầu tiếp thị bản thân thực sự hiệu quả. Giám đốc phụ trách giao dịch ngoại hối toàn cầu của HSBC, ông Mark Johnson vừa bị bắt tại Mỹ vào ngày 20 tháng 7 vừa qua vì gian lận trong một hợp đồng mua bán ngoại tệ trị giá 3,5 tỷ đô la Mỹ. Một cựu giám đốc khác cũng bị bắt với tội danh này. Ông Mark Johnson và ông Stuart Scott, người từng là cựu giám đốc phụ trách giao dịch ngoại hối của HSBC tại châu Âu, bị cáo buộc với tội danh lạm dụng thông tin khách hàng để trục lợi 8 triệu đô la Mỹ cho HSBC. Johnson và Scott đã tích trữ trước bản Anh vào các tài khoản tại HSBC để nâng tỷ giá nhằm thu lời từ khoản chênh lệch. Ông Johnson được tại ngoại sau khi đóng bảo lãnh 1 triệu đô la Mỹ. Vụ việc được phát hiện trong quá trình điều tra gian lận giao dịch ngoại hối của các ngân hàng toàn cầu do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thực hiện trong nhiều năm nay. Đây là lần đầu tiên các công tố viên Mỹ cáo buộc hình sự với cá nhân trong tội danh này. Kính thưa quý vị, cơ quan chức năng Mexico mới đây đã thu giữ gần 400 kg chất cocaine trên một con tàu treo cờ Singapore cập cảng thành phố Manzanillo, tiểu bang Colima. Cocaine được chia thành từng gói nhỏ và giấu trong tủ lạnh trên tàu. Mexico cho biết vụ buôn lậu đã được phát hiện nhờ hoạt động tình báo. 319 gói cocaine đã được giấu trong tủ lạnh trên tàu với tổng khối lượng chính xác là 390 kg. Số thuốc được sản xuất tại Colombia và dự tính sẽ được vận chuyển bất hợp pháp đến Guatemala. Vụ việc xảy ra chỉ một tuần sau khi Mexico thu giữ một kiện cocaine khác được giấu trong các thùng chứa nước sốt xanh xa. Là khu vực nằm giữa Hoa Kỳ, Trung Mỹ và Nam Mỹ, Mexico là điểm nút quan trọng của các hoạt động vận chuyển ma túy về hướng Bắc và đến châu Âu. Thưa quý vị, trong bối cảnh Olympic 2016 tại Brazil đã cận kề với hàng tỷ đô la Mỹ được chi cho sự kiện này, thì các bệnh viện, trường học và các cơ quan an ninh tại nước này lại đóng cửa và đình công khi chính phủ nước này đã không chi trả tiền lương từ nhiều tháng này. Ngược lại với sự bận rộn của sân vận động Maracana, nơi sẽ mở mạng Thế vận hội Olympic 2016, là sự ngỗ ngang của công trình xây dựng Đại học Rio de Janeiro, nhưng trường đại học này đã không nhận được sự ưu ái của chính phủ Brazil khi nước này đã chi 370 triệu đô la Mỹ cho việc nâng cấp và tu sửa phục vụ cho Olympic. Các sinh viên ở đây đã không đi học kể từ tháng 3 năm nay khi giáo sư và nhân viên trường không được trả lương. Tôi biết số tiền chi cho Olympic sẽ không đủ để giải quyết vấn đề hàng ngày tại Rio, nhưng sự tương phản giữa số tiền khổng lồ dành cho Olympic và sự thiếu hụt nghiêm trọng nguồn tiền dành cho an ninh giáo dục và y tế thật sự rất vô lý. Số tiền chi cho sân vận động Maracana có thể giúp cho trường đại học này vận hành trong một năm. Nhà vệ sinh dơ kinh khủng, ngôi trường nhìn như một bãi rác và đây là cách chính phủ đối xử với nền giáo dục tại Rio. Các bệnh viện cũng trong tình trạng tương tự khi bác sĩ không được trả lương từ nhiều tháng nay và bệnh nhân thường xuyên phải dừng điều trị vì thiếu ống tim, găng tay cao su, thuốc hóa trị và thuốc kháng sinh. Chỉ hai tuần nữa Thế vận hội sẽ khai mạc nhưng Rio de Janeiro đang chìm trong cuộc suy thoái và khủng hoảng tài chính đang ăn sâu vào cuộc sống hàng ngày của hơn 12 triệu người dân với sự giận dữ trước khoản tiền 40 tỷ đô la Mỹ chi cho Olympic. Có thể khi giành quyền đăng cao lên biết năm 2009, Brazil đã không lường trước được sự suy thoái kinh tế, chính trị tồi tệ nhất từ năm 1930 đã khiến chính phủ nước này không đủ tiền chi trả cho các nhu cầu cơ bản của người dân.